Hình ảnh này đã rất quen thuộc với người dân ở hẻm số 1, đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cứ mỗi buổi chiều, các huấn luyện viên và võ sinh của môn phái Kim Sang Quyền lại tập luyện ở đây. Kim Sang Quyền chính là võ danh của vị trưởng môn đời thứ nhất của môn phái, cố võ sư Trần Văn Ngọ. Cố võ sư Trần Văn Ngọ, tự Kim Sang, sinh năm 1912 ở Rạch Giá, Kiên Giang. Thuở thiếu thời, ông theo học võ của thầy Sáu Cường, một võ sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1965, cố võ sư Trần Văn Ngọ tới thành phố Nha Trang mở võ đường, phát triển môn phái. Tại đây, ông đã đào tạo được nhiều đệ tử tên tuổi trong giới võ lâm như võ sư Kim Nghi, võ sư Kim Chiêu, võ sư Kim Hồng, võ sư Kim Hoàng, võ sư Kim Đình, võ sư Kim Hải. Qua 70 năm phát triển, các thế hệ võ sư của võ đường Kim Sang không ngừng trau dồi võ nghệ, đúc kết những kỹ thuật đặc trưng của võ phái. Sau khi võ sư Trần Văn Ngọ qua đời, năm 2013, đệ tử xuất sắc của ông là võ sư Kim Hải trở thành trưởng môn phái. Cái đặc sắc của võ phái này, hoặc là có thể nói là cái đặc trưng của nó ở đây ấy, là nó không dùng sức, đó, nó không dùng sức để đánh, mà nó mượn cái lực của đối phương, mượn sức của đối phương để đánh lại đối phương. Đó, đó là cái nét đặc trưng. Cái thứ hai nữa là cái đặc trưng của ở đây nữa là cái đòn gần, có nghĩa là đánh cự ly gần, là đòn rất có thể nói là rất hoàn hảo. Nếu mà đã nhập nội rồi, đã nhập nội thì là cái đòn đó rất hiệu quả. Đó, những đòn nhập nội đó là gì? Đó là những đòn chỏ, gối, đó, các cái loại chỏ, các cái loại gối. Dù hình thành muộn hơn so với một số môn phái khác ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, nhưng Kim Sang Quyền lại chinh phục được nhiều thanh niên, học sinh yêu thích võ thuật bằng hệ thống các bài quyền và binh khí đặc trưng. Trương Thị Lắm sinh ra ở ngay mảnh đất Nha Trang, Khánh Hòa này. Theo bạn bè, em đã xin bố mẹ tham gia tập luyện ở võ đường môn phái Kim Sang Quyền. Càng luyện tập, Lắm càng hăng say và đam mê môn phái này. Sau khi theo học môn phái này một năm, em cũng thấy càng yêu thích nó hơn. Và nó là một sự lựa chọn rất đúng đối với em. Học môn võ này, em cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn, học tập khá hơn. Và nó tăng cường cho mình tính linh hoạt hơn và sự quan sát cao hơn. Em học môn phái này cũng đã hơn một năm rồi. Và em thích môn phái này bởi vì ở môn phái này em được học những cái quyền thế, những cái đòn thế rất là hay, những bài quyền rất là đẹp. Nhưng môn phái này á thì quyền đồ, tay chân nó thực tế, nó như đánh bao quân đồ, đánh thực tế, đánh cặp, solo. Vì thế em thấy, em thấy thích tập với môn phái này. Với tôn chỉ đề ra là giữ gìn và phát huy nét đẹp, tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam, các võ sư và huấn luyện viên môn phái Kim Sang Quyền tận tình truyền dạy cho các cấp võ sinh tất cả các công phu về quyền thuật, binh khí, các đòn thế tự vệ của môn phái. Khi mà vào nhập môn thì các em phải học trước những cái bài quyền đó để tạo cho các em các cái sự dẻo dai, mà mềm mại và cái phát lực cho nó từ tay trong các cái bộ và cái sự uyển chuyển của thân pháp cho nó nhẹ nhàng. Và trong các cái bài quyền đó thì từ những cái bài quyền đó thì sau đó thì mới phân đòn ra để cho các em tập luyện và tham gia các cái trận đối kháng. Không chỉ chinh phục người dân Nha Trang, Khánh Hòa, môn phái Kim Sang Quyền giờ đây đã lan tỏa ra khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam. Hơn 70 năm qua, võ sư huấn luyện viên Kim Sang Quyền đã đào tạo hàng chục ngàn lượt võ sinh trên toàn quốc. Nhiều vận động viên trẻ tài năng của môn phái đã được tuyển chọn vào đội tuyển võ cổ truyền của các tỉnh, tham gia tranh tài tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Anh Hồ Phương Đại là một trong số các vận động viên trẻ tài năng của môn phái Kim Sang Quyền. Với niềm đam mê võ thuật và sự chỉ dạy tận tình của các võ sư, anh Phương đã biểu diễn, thi đấu đạt nhiều huy chương tại giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc. Môn võ phái Bắc phái Thứ Lâm Kim Sang Quyền đó là một bộ môn võ rất hiệu quả trong tự vệ và chiến đấu. Đặc biệt các bài quyền của môn phái, ví dụ như bài Liên Hoa Phá Thạch với những
một số đòn đánh rất uy lực như bàn long cước, cương đao phạt mộc hoặc nhất trí phá tam sơn. Những đòn đánh đó bên cạnh chúng ta tự vợ để bảo vệ bản thân, còn là một môn võ đưa lên bộ môn thi đấu trên các đấu trường trong tỉnh và toàn quốc. Bên cạnh việc đào tạo các vận động viên trẻ tài năng, các huấn luyện viên của võ phái Kim Sang Quyền cũng thiết lập mạng lưới liên lạc giữa các tỉnh, tổ chức gặp mặt, nhìn nhận lại phong trào tập luyện và thống nhất giáo trình huấn luyện chung của môn phái. Chúng tôi tập hợp cho anh em lại. Trên cơ sở đó thì chúng tôi thống nhất lại những đòn thế, những bài quyền, cung, kiếm này nọ để trở thành một cái tư liệu. Chẳng những các võ đường ở các nơi khi tập một bài quyền hoặc là tập bài cung, bài kiếm hoặc cái đòn thế nào thì nó cũng đều thống nhất như thế. Có nghĩa là đã nói đến cái bộ quyền của Kim Sang thì ở Quy Nhơn cũng vậy, Bình Định cũng vậy, Ninh Thuận cũng vậy, cũng đánh một nét một. Trên cơ sở tập hợp tinh hoa của võ phái, các võ sư của Kim Sang Quyền tổ chức tập huấn cho đội ngũ các huấn luyện viên cao cấp ở các tỉnh duyên hải miền Trung định kỳ 3 tháng một lần tại thành phố Nha Trang. Các đợt huấn luyện như thế này không chỉ giúp võ phái Kim Sang Quyền xây dựng được giáo trình thống nhất, mà còn tạo cho các huấn luyện viên của các tỉnh được giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghĩa tình đồng môn từ đó ngày càng thắt chặt. Qua cái sự gặp gỡ các huấn luyện viên võ sư trong môn phái chúng tôi, trong cả nước, anh em chúng tôi rất đoàn kết và tự tin giữ được bản chất của sư môn để lại một cái nền văn hóa võ thuật tinh hoa của Kim Sang Quyền. Với mong muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp võ thuật, các võ sư, huấn luyện viên Kim Sang Quyền đang từng ngày phát huy tinh hoa võ thuật của môn phái, phát triển phong trào, nâng cao thể lực và rèn luyện đạo đức cho các môn sinh. Đây chính là sức mạnh nội lực của môn phái Kim Sang Quyền trên con đường gìn giữ và kế thừa tinh hoa võ thuật của cha ông.